Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Sài Gòn Đo. Ngày hôm nay Sài Gòn Đo có lịch lắp đặt 26 bộ cửa HDF sơn tại khách sạn ở quận 1. Trước đó là bên team của mình đã có qua lắp trước 15 bộ rồi. Và thời gian đó là mình đang có bận lịch quay ở chỗ khác, cho nên là hôm nay mình sẽ quay nốt hoàn thiện. Và ở đây thì mình sẽ chỉ quay một cánh để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Theo quy trình thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cửa, ô tường, phụ kiện, vật liệu trước khi thi công. Tiếp theo thì sẽ đo đạc, lấy dấu và cắt ghép khung bao và nẹp tre. Để hạn chế bụi bẩn khi mà cắt ghép khung bao với nẹp tre thì họ sẽ mang khung bao và nẹp tre ra ngoài đường để cắt, rồi sau đó sẽ vận chuyển cánh cửa và khung bao lên vị trí thi công. Tiếp theo sẽ là lấy dấu và cố định khung bao vào ô tường. Cố định bản lề vào khung bao cửa. Tiếp tục cố định cánh cửa vào bản lề. Xong thì thợ sẽ cân chỉnh cửa lên một chút. Và tiếp tục với bước bơm keo foam để tràn kín độ hở khung bao vào tường. Trong thời gian đợi keo khô thì thợ sẽ đi lắp mắt thần. Và tiếp tục tới bước cố định nệm tre. Và tới đây thì cũng đã hoàn thành xong bộ cửa. Còn về phần lắp khóa thì ở một bên khác sẽ lắp khóa, nhưng mà mình vẫn sẽ quay cho mọi người xem. Ở đây khóa được dùng cho cửa HDF này sẽ là khóa từ. Tiếp tục lấy dấu và cố định yếm khóa. Cuối cùng sẽ là dọn dẹp vệ sinh khu vực, nghiệm thu và bàn giao cửa cho khách.